Hello, xin chào các bạn ha. Các bạn hôm nay là nhiều em được nghỉ thứ bảy nè. Nên hôm nay mình sẽ làm một tập sẽ đi đại chiến với những con siêu boss siêu khủng để dành tặng cho một bữa thứ bảy máu chảy về tim ha. Mình mới có sáng kiến làm cái này vui lắm. Mình mới xây được thôi, mình cũng không nghĩ là nó xây được trên lưng con này đâu. Đó. Không ngờ nó có thể xây được cái fan ở trên cái lưng con này. Con này mày đứng im coi. Các bạn hiểu ý đồ của mình không? Từ từ. Xây xong mới hiểu. Ý đồ rất là hoàn hảo luôn. Để cho nó thẳng hàng coi. Không chịu thẳng nó đâm. Ê, rớt 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 rớt. Vậy nó méo lắm. Hơi bị méo một chút mà nhưng không sao đâu. Đó. Ấy á. Các bạn thấy chất không? Con quét vô của mình đó. Đó, mình là nguyên là một cái lồng sắt di động. Đây là mình chuẩn bị nghĩ ra một cái ý tưởng độc kiêu lắm. Mình làm mà tầm 10 con quét vô quá các bạn. Cái mình làm chuồng chim khổng lồ ở trên trời á, di chuyển được luôn. Hả, các bạn thấy ý tưởng bá đạo không? Đợt này thì mình sẽ đi nó mới làm một chút, các bạn coi thấy hấp dẫn rồi đó. Để xài mấy cái nữa. Hôm nay sẽ đi test em siêu chiến binh. Đó, các bạn thấy đã không? Cái này hình như xây được cái phầu nữa các bạn. Không phải cái máy ngói chứ, này hồ quá. Ây da. Ho như ho cái này mấy nhập máy ngói đâu, hình như là Selin, nhớ không lầm là Selin sẽ chơi được. Oh no, không được hả? Ủa mình nhớ cái Selin này xây được mà ta. Selin nó ăn vào gỗ mà nhờ, hay là quất ta quy định coi. Ôi trời, hết gỗ rồi. Ê, đậu xuống ta lấy ít gỗ mày. À, đậu xuống tay ít gỗ, săn ít gỗ, săn ít gỗ. Cái rìu đâu rồi? Cái rìu đây rồi. Sao mình hết gỗ gì hoài ta? Ồ, chặt cái 4.000 gỗ kìa. Chặt cái gỗ bự mới được, còn gỗ nhỏ không được đâu. Đó, các bạn thấy chuồng chuồng sắt di động của mình bả cháy không? Rồi, các bạn thấy là ý kiến mình tự nhiên có một em đi comment lên, mình suy nghĩ ra mình làm cái này cho vui thôi chứ lúc đầu mình không có nghĩ vậy đâu. Uầy, nó không cho xây ta, hình như cái ván gỗ nó xây được, cái railing gỗ nó cho làm, cái railing gỗ nè để mình thử coi, test hết. Đây, lên một cái nữa đi. Đấy, quy định đại phong sale lên. Ủa mình nhớ là mình đấm dán được mà ta, tại sao nó không cho nhờ? Mình nhớ cái này là nó quất được. Hơi bị kỳ á. Một cái chuồng sắt di động. Đấy. Bỏ cái này đi. Đấy, đi vậy thôi. À, mình có thể kéo dài qua được không ta? Không được rồi, mình sẽ thay thêm ít cái fan đi ha. Đây đi. Ủa sao mất hết sai rồi trời. Vậy thì được có cái hàng rào à. Nếu mà làm mình sẽ làm rộng rộng qua một chút nhìn cho nó dễ nhìn. Cái này hơi bị khó, hơi bị tù. Ôi, cái chuồng di động luôn. Wow. Quá đã. Đâu rồi? Mình sẽ trở về nhà coi. À, ở chết cha lạc đi đâu rồi? Tôi đang đi về đâu thế này? Đi về nhà cái đó. Bắt con chim bỏ vô đây luôn. Nãy giờ mình đang đi bay bay, mình kiếm cái con boss hôm qua mình tức ghê, cái boss để mình đi test thử con rồng coi.
đi test thử con God of War của mình, con Ares Warrior, nhưng mà không thấy ở đâu cả. Chỗ mấy con chim đỏ đỏ hôm qua đó mình nhớ là mình coi chỗ đó, mình nhớ lại à, cái núi tuyết bên kia đây nè, cái núi tuyết bên này nè, để mình bay qua một lần nữa mình check lại coi. Còn một con God of War thì mình sẽ thử sức, mình dùng con Ares Warrior mình qua mình chơi với nó thử coi. Và trước tiên là để mình về nhà mình xây cái mộ đó, chết lấy đồ, có em kia chỉ mình là anh có thể lấy đồ được trước khi là anh chết đi á. Khi mình chết đi là mình chỉ còn thọt tay vô cái mộ mà lấy được á, y như phép lạ thần thông thông nát cái mộ luôn. Giờ tôi đang đi về đâu thế này, anh đi đâu cũng thấy lạc hết rồi trời, nãy giờ chưa về nhà được luôn. Kỳ trời, kỳ trời, bay mấy vòng trái đất rồi. Mình phải kiếm được cái chỗ hôm qua mình phát hiện ra con boss kia kìa, thì mình mới tìm được cái mấy con boss trên kia, mình thấy không, tút lút bên kia luôn á. Mình bên đây mình vẫn thấy được sự xuất hiện của tụi nó. Boss ở chỗ nào ta, căng hà. À, mình chở lồng chim mình đi dạo luôn, không ngờ mình có thể xây được cái fan trên cái yên con này. Trên cái yên con này hình như là nó là một cái vật thể tự do hay sao á. Ý, có cái hang động nữa, wow. Thôi tập sau đi, để tập nào mấy bạn hứng thú hang động mình sẽ đi kiếm nhiều hang hang băng đồ, nhiều em khoái cho mình đi khám phá hang băng đồ tùm lum hết mà mình chưa có làm. Ý, gọi lạc đâu ta, cảm giác nó lạc 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 sao á, tiếng muối quá, cho tiếng muối đỡ lạc đường coi. Mà sao tập này Euro nhập dữ hả anh, Euro anh thôi đi, sao mà Euro nhập tập này mắc nhập vậy, đi nãy giờ chưa thấy đâu và phải đâu. Ôi, ê, từ 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 à, đây là cái chỗ hồi trước mình lấy mấy cái đồ kia để mình đi quýnh boss các bạn, độc chiêu lắm nha. Đấy. À, đứng đây để mình nhảy xuống cho các bạn coi, chỗ này xuống không được, mày phải cần đậu xuống đấy. Đó, các bạn thấy ghê chưa? Đây nè. Đó, mình có thể chui đây mình lấy được cái này nè. Biết sao mình lấy không được không? Tại vì mình có một cái nè. Mình có một cái là nó không cho mình cầm hai người trong ngực trong cái thác, đỉnh thiệt chứ. Mắt đẹp. Crystal quá trời luôn. Đó. Rồi chúng ta lên. Đó, thấy chưa? Có mấy cái chỗ mình thấy đẹp đẹp mình phát hiện ra mình đi lấy mấy cái đồ kia cho các bạn coi á. Rồi bây giờ chúng ta phải đi đúng hướng, chắc chắn là mình sẽ đi đúng hướng lần này, không thể hụt được. Thường là phải mít mít đường một hai lần á thì sau đó chúng ta mới đi lại đúng đường được. Chỉ cần mà thấy mấy con chim đỏ đỏ là mình biết được thằng boss ở đâu. Bên cái núi băng gần con rồng, maybe or not maybe. Khu vực này không phải là đâu. Shit. Thôi, chắc mình đi về nhà luôn rồi. À, cái hành trình kiếm con boss này cực khổ dữ trời. Kiếm qua giờ là nãy giờ mình vô gần trước 30 phút rồi đó, 3 phút 1 tiếng rồi chứ, tiếng rồi mà mình đi vòng 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 vòng, mình làm cái tàu lao, mình xây nhà rồi mình phá rồi mình làm tùm lum hết. À, ở dưới đây là nhà của mình rồi. Mình đang dùng code player only không người ta? À, có thì boss nó sẽ nằm à đây rồi, chắc chắn luôn. Nãy giờ mà hơi bị thằng Yoro nó lạc rồi quá. Đây nè các bạn, đó nó chỉ gần sát nhà mình thôi mà mình đi mình lộn miết. Đây nè, nó nè nó đó, các bạn thấy không? Con này hôm qua con khác, con kia bắt về nhà rồi, con này con thứ hai, con này level có 5.000 à, nói 5.000 vậy thôi chứ. Wow, con chuột túi nữa kìa, máu nó bạc tỷ á, đừng có đùa, nó lên nhạc rồi kìa, không biết cái nhạc này có bị sao không nữa. Để mình thôi cứ yên, an toàn là một cái tắt nhạc cho nó chắc kèo. Trước tiên bây giờ mình sẽ thử thử nghiệm nhiều cái lắm. À, anh này nhạc cũng có nhạc,
đâu cũng nhạc, tao phải cho mày ra một vùng riêng lẻ để cho mày tự nhảy hạt đâm ba đa một mình. Hay cái chuồng của mình chắc chở con này đi dạo luôn á. Con này mà chán cái là nó không thể đậu dưới đất được, nó bự bự thế nào á. Và bây giờ thì chúng ta đó, thần con này không biết là thần hủy diệt luôn á chứ, kẻ phán quyết, kẻ phán xử, người phán xứ luôn. Ấy từ từ để mình chơi nó sau. Mình cần phải mấy tập trước rồi chưa làm xong nữa, cái đi qua bắt cái con biết xác định được vị trí con boss rồi đó. Mình cần phải giờ mình lấy một con mình về nhà trước đó. Mình phải về nhà, mình sẽ lấy con quét vô. À lộn, con con Mosa, một con Mosa ra triệu hồi, nói là làm liền chứ không để tí nữa mình đi quậy banh cái thành phố này là cái mình quên hết à. Đâu rồi cái teleport đâu rồi? Tele ơi, mày đâu rồi? Sao tự nhiên lại chút xíu rồi nè? Rồi xuống đây coi. Rồi mày đi về nhà với tao. Rồi cái này đi, đi trước đi, mày về nhà ngoài đó đi. Chiu. Phiền tao. Này là mình biến ra ở phía ngoài của nhà, ở ngoài hiên của nhà, còn bên kia là mình vô trong rồi. Đúng không? Đúng rồi. Để với đi con chim như vậy, mình có con chim cần phải có con chim đi lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái con Mosa. Đây rồi, Mosasaurus. Tèn 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 tèn. Rồi, ok có Mosa. Bye. Với lại cần một thằng còn một thằng chùm ở trên đây nữa, mình không thể bay kia được nữa. Đâu rồi em đây rồi, thần đây, các vị thần Ai Cập quýnh lộn với nhau đấy. Đi lên luôn, lên xe chở đi, chui vô chắc nha. Đấy đứng đây đi, rồi chở vậy mới hành tráng bích cúp là gì. Wow, các bạn thấy đỉnh không? Ngon ghê chưa, ghê chứ. Wow, cần cái chuồng này hơi nhỏ ha, để vận chuyển những con khổng lồ này mình làm cái con bự bự lên một chút nữa mình chở mới sướng, chở nguyên cục titan ở trên người mới chất. Ý tưởng mới các bạn hay bá đạo không? Đừng quên nhấn một like nếu mà có ý tưởng, like hay comment về cái sáng tạo của mình. Ôi mày ị vô mặt tao đang nói nữa, mày vô duyên quá vậy. Các bạn có ý tưởng nào đọc thì cứ comment bên dưới, để mình thấy hay thì mình cứ làm theo cho mọi người coi chung ha. Rồi và bây giờ mình sẽ chở thằng Arex Warrior này qua bên 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 thằng chùm kia, coi thằng chùm kia có chơi được thằng này không. Và trước khi thả ở bên kia thì mình sẽ thả con Mosa sau sau rớt ra trước đã, chứ không một hồi nữa là con Mosa sau rớt nó bị thúi luôn á, thúi quắc luôn á. Để trong người quá phải thúi quắc thôi chứ sao mà thúi thượng được. Rồi cái hồ của chúng ta đây, hôm nay là một cái là một tập đi phá nhà phá xóm nữa rồi đó. Rồi nó chở con này đi mà nó chở y như là cái đồ vợ, cái đồ chơi á, quá nhẹ luôn cho em. Cái gì mình cần phải làm grab, grab để grab ủa sao mình chưa học hả? Ráp chứ, ráp 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 lộn lộn lộn. Cái đó là chế tạo, còn ráp ráp là thuyền. Đó. Ráp là thuyền để cho ngoài nước thôi. Mình phải ra sát ngoài nước mình mới làm được. Làm cái mấy cái thuyền này cho du khách tới thuê chứ. Đấy. Đấy. Yeah, ta. Qua đây vài bữa nuôi mấy con khủng nữa, không biết tập này mình quăng con này ra được không. Đây không là mình phải đi bắt một con Mosa khủng ở chỗ khác chứ không thể spawn kiểu này được. Rồi mình thấy giống nó kẹt dưới đây rồi. Đó, nó bự quá các bạn ơi, hồ này không chơi được với con này rồi, con này bự quá à. Thôi. Trời ơi quái vật lên bờ luôn á, cái công viên này nát với nó luôn á chứ.
Thôi em thua cái trình này thì thôi các bạn ơi, sao chơi, nó chiếm nguyên cái công viên của mình luôn rồi, thả nó làm cái gì nữa. Ở con này chắc cho ra ngoài biển thôi chứ ở đây không không chứa nổi nó rồi, nó bự quá, nó bự như cái con gì á, mà con này không bích cúp được mới khổ nè. Thôi anh ơi không chơi được với anh đâu. Ôi mua xà chú á, bự y như được cái núi vậy, bự quá. Thôi không chơi với mấy thứ bự đâu, bự quá không thể chơi được. Ok mình sẽ bắt giờ mình sẽ cầm con khỉ đi qua ha. À, mình sẽ thử coi, để coi mình cần phải chỉnh mã cho mình bất tử chứ. Ê quên, xây cái mộ ra, cái mộ để về lượm đồ lại. Hey, ngon luôn ha, tự xây mộ cho mình ác trời, cái này không biết phải không nữa. Mộ của tôi quá thật gớm quá. Thứ sáu thôi, cái vượt này, cái này phải không ta, hay là cái tưởng niệm thôi, mấy ông lừa ta, mình thôi kệ đi, lừa thì qua mình lượm lại đồ chẳng có gì cả, quan trọng là mình phải làm đúng không á, chứ làm sai thì không phải rồi. Cái đó mới phải cái bộ nữa, thấy giống giống. Thôi đi thôi, để từ 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 mình test thử coi mình có bị Raptor cắn mất máu không đó, cắn có mất máu không. Rồi không máu là ok rồi, là mình chết chắc. Chỉ cần nó quýt mình không máu thôi là con chùm nó lại quất mình khác nha, con chùm nó quất mình là tét đít luôn á, con chùm nó quật là chết luôn, chết tươi luôn. À, tới rồi. Yeah, đậu đây đi, hôm nay nhiều chiến dịch lắm. Con này mình quật trước ở nha, tí nữa mình sẽ coi con chùm đỏ các bạn, chùm đỏ để ở nhà rồi mình muốn thử con này với con đó coi con nào sẽ lợi thế hơn. Tụi này thì đang làm cái giống gì đây? Ủa kênh kênh đâu ra cả mới vậy? Kênh kênh với xa sơn sơn 1 tỷ ha. Ok boy, tao cũng có dòng ha, mày là tao là thiện nè, mày là ác đúng không? Mày dùng hai thằng kia làm thằng đệ, hai thằng đệ của tao mày đã dám chinh phục thì tao qua tao chơi mày luôn. Nghĩ bị giáp xịn đó mày xạo á, gai cũng xịn hơn ngoài xạo ha. 1 2 3 chém rồi, mít nhau rồi. Rồi không quýnh được rồi, không quýnh được rồi, nó mít rồi, nó bất tử rồi. Ê, ê. Thôi ghê quá, ghê quá, dùng súng đi. Ấy lên, quýnh có phản đam không? What the fuck, vô à. Thua, thực sự là tôi đã thua. Ê sao mà có, có một cái bếp bên đây mấy ta. Rồi, rõ kết quả quá rồi, đơn giản là mình đã gục. Ây giờ ơi, kẹt ngay cái này nữa chứ. Ây rồi, mình phải đi ra lẹ lượm lấy đồ các bạn ơi. Rồi, chết tụt quần luôn rồi nè. Trời ơi, chết hết rồi. Đi thôi, đi thôi, đi qua đây. Teleport qua. Rồi Son Goku biến thành người thường rồi. Chết rồi, mình đã bị biến thành người thường. Đã cởi chuồng, cởi chuồng như thường luôn. Ây da, bây giờ mà để qua kia thì đi bằng phương tiện gì đây? Ây da, mình không còn con chim nào nữa chứ. À may quá còn này. Trời quên, bên đây phải chuẩn bị chim nhiều nhiều chứ, mỗi lần mình chết mình lấy gì mình bay qua lại, hai đứa mình chết luôn rồi, cái con kia cũng như là tuyệt chủng luôn rồi. Không ngờ thua nó thiệt chứ, quê thiệt. Thì thôi, en ten ten ten. Hỏi con chùm này đi qua coi bên kia coi nó mạnh hơn hay mình mạnh hơn. Con này mình nghi quốc nó một cái chết quá, con này bá lắm, con này cũng dạng bất tử rồi. Ồ chết
cha sao dám xuống lấy đồ đâu nội. Chết rồi. Liệu qua lấy đồ được không ta? Chết luôn con kia rồi các bạn ơi, ghê quá. Ê, 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 từ 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 con này chậm á. Ôi mình đói bụng quá kìa. Cho em lượm lại cái bộ đồ thôi. Em sẽ ngoan, hứa sẽ ngoan. Hứa sẽ ngoan mà. Nó điên lắm các bạn, nó quay lại nó quật cái chết nữa, cứ lượm lại bộ đồ trước hơn hay. Thôi quật phẳng 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 à, bị nặng rồi, bị nặng rồi, mặc áo vô. Phẳng 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 phẳng. Hey. Ghê quá, nó quất chết con thiên thần của mình luôn rồi. Mặc cái áo này vô trước đã, tính gì tính. Rồi, mặc đồ vô, núp sau tảng đá mặc đồ vô. Rồi, anh đã thành Sokoku cấp 3 lại rồi, bới gồng năng lượng đó nha. Đấy, thì mình sẽ dùng con kia, hai con cùng hệ với nhau coi. Mình thì sử dụng cùng hệ với nhau có thể là thắng được nó. Đi qua, để mình về mình cầu thằng kia qua. Quét vô đi theo tao nè mày. Trên đây nè. Đi 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 đi. Quét vô ngu rồi. À, nó quay dưới đây. Để mình về mình đổi thằng chùm đỏ ra mới chơi lại thằng đó. Thằng đó hơi bị dữ á, không phải dạng vừa đâu. Ây trời ơi. Stop one nào. Ây stop one. Ok. Rồi kẹt nữa chứ khổ không. Rồi đi thôi. Giờ tới phiên anh ra tay rồi đó. Coi hai chùm này chùm nào với chùm nào sẽ thắng. Mày tưởng tao sợ mày hả cu? Chắc giờ mình sẽ chết bất tử quá. Cái ông nó quất mình chết đi lượm xác đuối lắm. Rồi sẽ xuống ngay và luôn. Chơi lớn với em luôn. Bam, 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 bam. Tao sẽ trả thù cho thằng đệ. Warren của tao. À, mày chết với anh rồi cu. Mày sẽ trả giá cho sự quá bồng bột. Hello. Mày hả bữa. Mày hả bữa chết chưa. Né đạn luôn. Né đạn luôn. Né đạn hả mày. Con này nó mít các bạn quên không trúng được đó. Xong đời cô lựu rồi. Để mình chỉnh ma bất tử cho mình cái đó. Chết. Rồi ok. Giờ nó lấy súng ra tao bắn cha mày luôn. Anh ơi, cho em lên, em lên, em lên. Rồi, quất tao đi, quất tao đi, quất tao đi. Làm gì tao? Làm gì tao? Mày quýnh trúng được tao không? Oh my god, nó quýnh không được trúng được mình các bạn ơi. Dễ là thua rồi. Dễ thằng này bất tử rồi. Can, I can't hit you, và you cũng can't hit me. Wow, quýnh, quýnh xịt máu đỏ luôn. Thôi được rồi, tha em anh ơi. Quýnh không trúng nhau thôi, tụi mình liên tiếng nhau làm cái gì. Wow, sờ bá tút trắng à. Này thì sờ bá tút trắng. Rồi, quýnh không được rồi. Thua rồi. Thôi được rồi. Coi như loài này nó bất tử rồi. Chúng ta sẽ dùng cái loài này, mình sẽ đi đại chiến với mấy con khác thử coi. Bích cấp đi. Ok, mình sẽ lên mấy cái tọa độ của mấy cái đỏ đỏ trên bản đồ á. Mình sẽ đi diệt từng con boss cho các bạn coi thử. Bây giờ mình sẽ bay qua cái tọa độ đỏ bên kia. Cái game này không có nhạc trong game vì mình có cái nhạc bản quyền con này nên mình tắt nha các bạn. Mong các bạn thông cảm cho mình. À, bây giờ chúng ta sẽ bay qua một ngọn núi bên này thì có mấy con boss bất tử mình triệu hồi ra thử coi mình có quất được nó không. Không biết là boss gì ta, một một hai con tự spawn. Cái này nó spawn bất tận lắm, nó ra kiểu như là mình chơi thời gian càng lâu thì boss nó ra càng nhiều kiểu vậy á.
Còn có con nào mà không ra được thì mình mới chỉnh ra thôi, còn cái con nào ra được thì mình để im, mình chẳng làm gì hết. Hai con boss, boss rừng là boss gì đây? À, wow, một cặp luôn. Rồi qua đây vậy là biết 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 kết quả rồi. Hồi nãy nó quấn đâu lại mình đâu? Để coi nó level nhiêu, coi chịu được mấy nhiệt của mình. Rồi đang yêu nhau nữa chứ. Rồi có làm baby được nữa hả? Rồi máu của nó là cũng là 224 tỷ. Cũng là một con số máu gọi là bất diệt luôn á. Để mình thử coi. Các bạn đã có lẽ là các bạn những con này đã xuất hiện ra làm các bạn đã quên đi cái gọi là admin bird, con chim quyền lực nhất đã thất thủ rồi, thất thế rồi, nó đưa vào quên lãng ở trong mod Eternal. Nay là những đứa này đã lên ngôi. Hãy à, thử coi nào. Ok, một chém. What the fuck? What the fuck? Có thể chịu nổi hai nhát chém của mình luôn hả? Một, hai, ba, bốn. Ok, bốn cái Summon Dodo Wyvern. Mình đã được nó nè, mình tiêu diệt là mình được nó, các bạn thấy không? Đó. Chịu họ lại thằng. Ê. À, ok. Còn gì nữa đây không? Không có gì cả. Wow, chịu đựng hai cái chém cũng kinh đó chứ. Một cái chưởng nè, hai cái chưởng nè, ba cái chưởng nè, bốn cái nè, năm cái nè, sáu cái nè, bảy cái nè, tám cái nè, chín cái nè, mười, một, hai, ba, bốn. Châu trời, mày quyền lực quá ha. Wow, con này quyền lực thiệt chứ. Một con được cây kiếm, một con được cái vũ khí, thì ra là vậy. Để mình định cư trên đây luôn, cho rip hai cặp vợ chồng của tụi mày, rip hai cặp vợ chồng của mày, để tao chịu hỏi thằng đó ra lại. Được cây kiếm, được cây kiếm với lại cái con này. Ace. Wow, level 1. Hỏi mày ở núi, tao cho mày ở núi mày tu luyện luôn á, tu luyện cỡ ngàn năm nữa đi rồi. Đã tới với anh nha, anh là thần boss rồi. Anh mặc bộ đồ kiểu super siêu nhân mà nhưng rất tiếc anh không có bay được. Ok, bay qua tiếp nào. Chết cha rồi, bỏ lại quét vô một nơi một một góc rồi. Trời ơi. Đây đó, đúng rồi, đây, đúng rồi. Ở cái thuyền đại chiến boss khủng, cái thuyền khổng lồ các bạn. Để mình cho các bạn coi nha. Nó mạnh lắm á, đừng giỡn. Ở trời, hãy nó bắn laser trời không? Phản đam gọi là chúa tể luôn. Máu như đây 100 tỷ hả? Hình như đó có cái loại này thì nó đập chết ngắt hết rồi. Mình nghĩ con này nó đập chết hết quá. 100 tỷ này đập chắc 5 cái. Úc tao khử mất. Con này bất tử rồi, nó đâu quấn được. Ghê vậy, mình quấn con không trúng nó luôn. Đóng băng luôn. Ôi, mình quấn với nó mình đóng băng. Mày ghê vậy, mày dụ tôi vô tàu đúng không? Ồ, vô tàu có cái tàu luôn, con này ghê vậy mày. Mày à, đây rồi, wow, hai nhát chém đi rồi. Mother ship hả? Gớ cái gì không? Rồi cái tàu boss khổng lồ vậy, tưởng đâu bất tử rồi, mình làm nó thất vọng quá. Rồi còn một đứa này nữa, xuống làm luôn. Con này nó bá quá à. Nó chỉ quýnh những đứa quýnh được thôi, những đứa bất tử thì cũng giống bất tử như nhau. Để tí về mình test thử coi nó có thể chơi được cái con quét dồ không. À lộn, cái con boss. Ý, cái con boss này thấy quen quen ta. Giống cái đợt trước mà mình đi phá đảo cái kia kìa các bạn nhớ không? Phá đảo cái map kia mình cũng gặp con boss này lần. Coi 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 coi, làm gì được ta nào, làm gì được anh nào, làm gì được cái nào, quất tôi đi. Con này máu thì như đây cái gì? Oh no, con này nó quất được mình kìa các bạn thấy không?
Nó vừa quýnh mình, nó gây đam cho mình 35 triệu. Có nghĩa là con này nó quýnh được. Trời ơi, đã tìm ra được nhân vật có thể bợp được mấy anh này rồi. Nó vừa quýnh chúng mình 35 triệu đam, các bạn thấy không? Để mình đứng sát nó luôn rồi. 35 triệu máu nó quất chúng mình đó. Cái vòng nguyệt quế này. Wow, 70 triệu. Kinh thiệt. Mày là đã đạt chức quán quân rồi đó. Quán quân. Wow. 1, 2, 3, 4, 6. Bây trời nó hồi máu kìa các bạn ơi. Mình quýnh nó mấy cái, nó hồi máu nó bao nhiêu cái. Quất ào ào của mày hồi nọ. Ôi trời ơi. Tìm ra con boss xứng tầm rồi đó. Hồi máu thuộc dạng ông nội luôn rồi. Ơi mình bị đóng băng rồi, nó quýnh mình tê liệt luôn các bạn thấy không? Mày anh không nhờ cái mày. Ok, thích trâu đúng không? Một điểm đam để mà chặt nó coi. Ây da, đóng băng rồi các bạn ơi. Ui ui à, nó đóng băng mình rồi, mình không nhúc nhích được luôn kìa. Ba, ôi nó hồi máu dữ quá à, không quýnh được. Chết đi. Quá ghê trời. 2 điểm đam. Nó quýnh mình đóng băng không cục cự được luôn á. Mình kích chuột liên tục luôn mà không quýnh được. 2, 3, 4, 5, 5. Nó hồi máu quá nhanh các bạn ơi. Rồi mình tăng mấy điểm luôn á. Được rồi, được rồi, được rồi, đợi xíu, đợi xíu. Cười, cười, ha. 1, 2, 3. Này thì bất sở tử. Này thì hồi máu nhanh. Này thì là con tranh. Anh chưa thích thôi chứ một khi anh đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai. Wow. Tôi đang có cái gì thế này? Yeah. Thì ra con đó sở hữu cái kiếm này. Cái kiếm bất tận, cái kiếm vô độ. Có chiêu gì? Có chiêu gì kiếm điện hả? Ê, có con nào cho tôi thử ra mới coi. Ghê thiệt chứ. Trời ơi, không có con thú nào cho tôi thử cái. Chặt, à, đây rồi, đây rồi. Kiếm bá vương học đường luôn. What? Trời ơi. Mình là human mình mà mình quýnh được gây đam lên cả 1 triệu luôn. What the fuck, kiếm. Kiếm Iris luôn á trời. Một cái kiếm đần độn. Một cái kiếm bá vương thế này đây. Hồi ghê á. Cộng 3.900 mấy đam luôn, ghê vậy. Coi bộ đồ này coi. Trời ơi. Tôi đang sở hữu một bộ đồ chùm luôn rồi. Chùm rồi. Nhưng rất tiếc các bạn ơi, mình bị nặng quá rồi. Hơi rất tiếc là phải mặc lại cái áo cũ thôi. Yeah, một bộ đồ đỏ như con sơn tóc đỏ, ở lộn sơn đít đỏ. Rồi, rồi bây giờ mình sẽ về mình thử nghiệm với cái con bất tử Dodoret hôm qua, coi bé này có thể quýnh chết được bé đó không. Mình đang trên đường trở về và thực hiện cái nhiệm vụ thiêng liêng này. Con này kinh quá. Chứ con kia ghê thì chứ con kia được cái là nó hồi máu nhanh quá. Lên tới khoảng bao nhiêu độ là nó tự hồi máu ghê thiệt chứ. Thằng này nó vô nó có 2 con đệ nè, nhưng 2 con đệ nó gần như là vô dụng rồi. Chẳng biết dùng skill gì hết, chỉ biết đứng nhìn. Nhìn anh hai, nhìn ông trùm của nó quốc thôi. Đó, mình cũng có cái van là cái khiên. Ôi trời, con này mình tưởng con thủy quái chứ. Rồi chúng ta phải bay về coi. À, Rùa hả? Hai con rùa thấy thương lắm, không 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 kêu nó đâu. Mình kêu cái con kia trước đi. Không phải kêu đâu nha, là cho mình thử nghiệm thôi. Chết thì mình gọi lại thôi, cái này cũng gọi lại bằng mã mà có gì đâu. Quá. Đợi đợi. Mày là được gọi bất tử đúng không? Để xem tao với mày đứa nào bất tử hơn. À, mày ra đây đi. Ra đây, ra đây. Sợ bể nhà quá các bạn ơi, nó gặp một cái là nát nhà luôn á. Đi ra, ra 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 khu vực cái này một tí đi.
mà công nát nhà nữa. Rồi ok, mày coi mày có thể chống lại được thằng này không? Ê, ê, trời mẹ ơi, ở đâu? Giỡn tí mà. Ô, Ken, không thể các bạn ơi, mình không thể hủy bỏ nó được. Lanh dữ trời, mấy con này lanh dữ trời. Lanh dữ ta. Khôn vậy nè. Không chơi hủy bỏ được coi hộ này, coi hộ bất tử coi. Ê con này được, con này được. Ok, sử dụng tứ hoàng ra coi. Bạch kim thú. Hoàng kim thú, cái lộn. Hoàng kim giáp thú. Đấy, mình sẽ hủy bỏ con này. Con này cũng thuộc dạng bất sở tử luôn. Để coi thế nào. Option. Unlem. Tèn tèn. Rồi bây giờ mình chặt nó cái là nó húp mình luôn á. Màu đỏ rồi, ok. Cú. Thử thách chém gọt giang sơn. Ok, không quấn trúng được. Không quấn trúng được, vậy là nó quấn trúng mình cũng không được rồi. Cho mày viên đạn coi. Rồi các bạn thấy không? Mình bắn vô cái sét sét kiểu như nó vô hiệu hóa đạn, thấy không? Chặn thử coi. Vô hiệu hóa rồi, nó chặn hết đường đánh rồi, không có quýnh được. Con này quýnh cũng không trúng luôn. Dòng đó không đụng được rồi. Oh shit. Không đụng được các bạn ơi. Thôi mình nhận lại đi chứ không mất công nữa, nó tàn phá ngôi nhà của mình nữa. Biết đâu bất ngờ nó bị lát lát nó càng phá cái ngôi nhà của mình luôn thì thế nào. Ở đây đi, chắc cho thằng Trùm nó canh cổng địa ngục cho rồi. Thằng này cũng thứ dữ không chứ bộ. Đâu rồi, nhìn với mày xa thế. Khiên thần thánh luôn các bạn thấy không, khiên này chắc là mạnh lắm á. Khiên kiếm vô địch, anh vô địch thiên hạ. Bang 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 bang, muốn có mất máu đâu. Lên coi nào, mày cho tao lên mày. Rồi ok, con này thôi chắc cho nó trú ngụ cái ngọn núi của thằng kia đi. Ai trời ơi, sao mà cho nó nhảy lên núi được đây. Lết, đúng rồi, một tầng. Ai, mắc địch với con này thiệt chứ. Không nhớ đường rồi, mình phải cần tìm lại con quét vô đã. Chúng ta đã bỏ con quét vô ở đâu rồi? Con này chùm quá, nó có đại phá cả thế giới luôn mà. Quýnh mấy con cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ nó quờ có mấy con kia máu nhiều thì nó quờ hai ba cái. Giờ đam của nó là mình không biết bất tận, là chắc đam của nó giờ một lần là chắc 30-40 tỷ á. Nếu tính ra thiệt á, là 30-40 tỷ á. Còn tính giỡn thì ít hơn tí. Hồi nãy mình từ bên phía nào qua ta? Từ phía nào ha? Từ núi tuyết đúng không? Phía tuyết bên kia, ok. Lên luôn, trời ơi. Mày không, mày cố gắng động cơ vô đích mà mày không bay giùm tao cái. Khó quá. Nhảy lên, đúng rồi. Push up. Đó có cái tên lửa đích bắn. Đó. Bay. Vẫn thôi, con này nó bay sida quá các bạn ạ. À. Nó không biết bay đâu, nó chỉ biết zoom thôi, biết nhảy à. Để mình tắt này coi, mình mở tiếng nghe coi, mình nghe mình nói hoài các bạn không cũng mệt luôn á. Nghe tiếng nhạc cho êm tai coi. Quét vô ơi, em ở đâu?
Em ở đâu vậy? Chết rồi, về khu này rồi. Ủa? Lại lạc nữa rồi mấy thanh niên ơi. Lại lạc nữa rồi. Oh no. Lại lạc thú nữa hả? Tôi mệt cái vụ lạc này quá vậy. Ê, chết cha rồi. Cái con đó đâu ta? Để quét vô ở đâu mất tiêu rồi. Trời, lại bị chú mù nó chán thiệt chứ. Phan con này luôn coi được không? Mấy con này cũng thuộc kẻ bất tử. Bất tử rồi phan chúng nó là nó tự triệu hồi ra con cấp 2 á. Con này mạnh quá, mình không muốn dùng con này nữa các bạn ơi. Nó mạnh quá. Quét vô qua để mình nghĩ coi. Ở đâu đây thôi, mình nhớ nãy mình bay qua hướng bên này thì chắc chắn nó nằm ở khu vực này thôi. Chỉ là quan trọng là chúng ta phải đi tìm. Cảm giác thật là bối rối. Cút ra chỗ khác. Khốn khó rồi, đi quấn lộn, đi quấn lộn, quấn cản làm gì? Mất luôn cả linh thú rồi. Trời ơi, em đi về đâu để gặp anh? Em đi đường mô 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 mô. Nãy mình biết mình note lại cái vị trí là được rồi. Giờ có phải khổ không? Nãy từ phía rừng vô là mình hình như đi từ cái phía này á. Chắc chắn ở hướng này rồi. Giờ không có là phải chạy bộ thì mệt rồi đó. Phải chịu hỏi là quét vô khác á, căng á. Max căng ở đây. Chết rồi mẹ ơi, mình kiếm đuối quá. Đi con này nó tàn phá nát cả thế giới. Ở đây rồi, đây rồi. Không phải. What the hell? Đâu rồi? Đâu rồi? Tôi đang đi về đâu thế này? Thật, không có con chim không làm gì được hết. Thiệt sự luôn á, mình mất con chim coi như mình không biết đường đi luôn á. Mình bay bay mà còn lạc, bây giờ mình đi kiểu này mình lạc trôi đi hướng nào luôn rồi. Sơn Tùng cũng cứu không nổi luôn rồi đó. Thôi. Nãy thấy nó dễ dễ mà sao giờ đi con này không biết đường mà mò luôn các bạn ơi. Thật sự là mình không biết đường luôn á. Giống nhau chỗ này dữ rồi ta, hay là con thú mình ăn thịt rồi. Thế nhưng không phải là yêu. Ôi em ơi, em hãy xuất hiện đi. Thôi bay về nhà luôn. Một cái kết thật là đớt. Một cái kết thật là phết. Một cái kết thật là tuyệt vời. Lạc mất luôn khủng long. Ai, nãy biết cho con quét dồ theo được rồi. Để nó lại chi trong khi giờ nó lạc mất tiêu rồi kiếm không ra luôn. Thiệt đau đầu thì cái chứ. Ây trời ơi. À đây rồi. Cuối cùng cũng ra được. Cấp mày thôi. Ở núi, chở này về luôn. Tưng 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 tưng. Đi về không? Đi về luôn. Sao mà lên được hay ta? Nãy sao mà lên được? Giờ mình lên hết được ta? Nãy mình lên được mà. Ô, canh 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 canh. Nhảy vô. Khó rồi, thôi mẹ nhảy, mẹ ở đây luôn đi mày. Biết sao rồi, nãy mình bích cúp mình chọi nó vô nên nó lên được. Mất công mình bỏ đi mấy bạn lại trách mình nữa. Trách mình sao nỡ vô tình. Ấy. Cho hai anh em tụi nó lên núi ở luôn đi. Hai anh em nhạt nhẽo đi.
Anh chắc đáng vô tình nên tao cho tụi mày lên núi ở. Tan 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 cái tháp chuông đâu rồi, tụi mày phải canh giữ tháp chuông. Tháp chuông nó rất là nguy hiểm vì chẳng có gì cả. Hay cho về công viên ta, hỏi công viên của mình, lâu lâu mình về công viên mình bỏ con đậu xanh. Rồi câu được luôn hả? Ông nói sớm, làm cực khổ, làm cực khổ. Thôi lên lên tháp canh đi, tụi mày chỉ lên tháp canh là hợp lý. Ui con gigan kìa, con gigan gốc luôn các bạn. Wow, thôi đừng có dại dại mà lại cắn con rồng nha, cắn cái là nó cho mày đi về làng luôn á. Thôi được rồi, hai tụi mày ở đây canh giữ tháp canh đi, sau này tao sẽ trọng thưởng cho. Ấy, ở trên núi chơi với nhau đi. À, được rồi, chúng ta phải đi tiếp thôi, tiếp tục cuộc hành trình. Con Gigan đâu rồi, gấp cho nó chỗ khác đi các bạn ơi, để nó đó là chết đấy. Đừng có vô đây, chết á. Rồi cắn nó kia, mày ngu nha, mày đừng có qua mày cắn con kia đó, con này gấp không được các bạn ơi. Rồng rồng quay vần mới gấp được nó, còn mấy con thường sẽ gấp được. À, bên đây là một bọn cỏ dài, à cỏ dài xương nè các bạn, mà bữa sưu tập chưa đủ nữa, mà hỏi tập này. Ôi trời mẹ ơi, tàn mấy con 10.000 cấp vậy, 9.000 cấp nữa. Thôi cho tụi nó tự do đi, từ từ mình sẽ bắt sau. Ôi quá trời luôn. Ôi nó tự spawn ra quá trời luôn kìa. Ôi đã ấy. À, mình sẽ đi săn thú tiếp tục. Săn cái con mới đâu rồi? À, có một con bò. Biết phiên con bò nó không biết gọi là con gì nữa. Ở bên chân rìa nó lửa đâu rồi ta? Để mình tìm. Cái con đẹp đẹp hốt luôn. Con này nè. Con này giống con đợt trước các bạn ha, con này giống con ngu mai dương quá vậy, ghê trời, hung dữ hả, vừa xuống chơi thôi mà dí mình rồi kìa, trời đất ơi. Ok cái giống này thì nó, ôi mẹ sao tụi này dữ quá vậy, nó đúng slug slur rồi mà mày vẫn dí à, kinh vậy. Thôi bỏ đi anh ơi, bỏ đi anh ơi, đậu cái là dí liền nha. Rồi tao sẽ xuống nó quýnh mày. Con này nó không có mạnh các bạn, con này yếu lắm. 211 triệu hả? 211 triệu cũng hơi căng á. Ok, thử 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 thử. Thử coi, thử coi. Đấy. Ăn nữa chứ, ăn nữa chứ. Coi thử ai mạnh hơn ai. Hey, thằng ngu kìa. Con này là con ngu mai dương nè các bạn. Ê, tao núp rồi, mày thấy tao không? Nó quất mình nè, cho nó quất nè. Ôi cái này nó block ghê á. Ủa mình có chỉnh mã khỉ đâu mà sao nó quýnh không trúng mình ta? Từ 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 để nó cởi giáp nữa coi. Ủa? Nãy con Raptor quýnh trúng mình mà ta. Hay là con này bị lỗi đúng không trúng mình ta, để nó quất con rùa coi. Từ từ. Đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Test lại coi, thử cái khiên coi nào. Rồi quýnh thẳng cái rùa. Mình đắp. Ủa đắp trên bất tử sao nó quýnh không trúng mình ta. Ok. Quýnh trúng rồi đó. Ủa nãy rõ ràng là con Raptor quýnh trúng mình. À, dài quần. À,
Nón đâu rồi? Son Goku. Đấy. Súng kích điện. Wow. No. No. 200 máu. Wow. À, chấp hai đứa luôn. Vô luôn đi. Hai đứa luôn, hai đứa luôn. Tụi mày chết với tao rồi đó. Ê, ê, ê. Mày, mày ăn bom mày ra chỗ khác. Đừng 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 đừng. Mày. 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 Trời ơi, tao dùng bom mày mà còn dí tao nữa. Mày. Mày. Có mấy quả bom này mình chơi chơi hết luôn. Mày. 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 Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Trời ơi, bom nổ văng luôn. Mày quất mình cái bay xa chứ. Mày nữa luôn. Ở hết bom rồi đó. Rồi, không phải thời gian chơi đùa nữa. Một em. Tao thuần hóa khủng long mày biết không mày. Mày, con này trâu ơi. Đúng rồi, chạy đi, biết khôn á. Sao mày quýnh tao mày dí vô ổ chứ mày chạy giờ mày chạy hả? Mày. Mày chết đít mày nè. Chạy không có chạy được. Mày chắc chắn là mày tao bắt rồi. Ê á. Mày chạy nó đi. Mày giỡn mặt. Giỡn mặt hả trâu? Trời ơi có hai cái sừng giật bọn. Quýnh tao dí tao dí tao dí tao chạy tụt quần. Bắt bờ ăn 4 con này 9.500. Ok bắt con này. Con này sẽ ăn cái gì đây? Con này chắc chắn là sẽ này coi. Thịt đúng không? Mà cái giống này nó ăn cái gì á? À, ăn cái gì ta? Ăn trái cây. Trái cây cũng không ăn. Ok. Chết rồi, mình hết mấy cái kia rồi. Mấy cái nguyên liệu bổ sung ở đây rồi. Ui, 5 cái nhiều quá. Ăn không? Ăn không? Trời ơi, ăn cục vàng luôn. Trời ơi, mày chơi sang á. Mày chơi sang lắm con. Wow, em ngu Mai Dương này đã. Con này đã hơn con kia các bạn. Để mình triệu tập con kia ra cho các bạn coi luôn. Wow, 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 wow. Wow, phạt, 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 phạt. Hãy đứng kia lại tao móc đít cho coi. Tay tao để tu luyện ngàn năm chỉ để móc đít thôi chứ chẳng làm cái gì hết. Thấy các bạn thấy không, bấm tay về thòn lòn chỉ để bóc đít thôi chứ làm cái gì đâu. Vì em chỉ bóc đít ơi. Không phải ca tụi mày đâu, hai tụi mày đi chơi đi, hai tụi mày chơi. Sorry tao kêu lộn vậy cậu. Cũng dữ đó. Đỡ con này nhìn cũng thích đấy nha. Để mình cưỡi con này luôn đi cho nó đã. Yeah. Ôi, có chiêu gì không thử coi. Chuột trái. Chuột phải. Wow, chuột phải là gầm. Chiêu C. Chiêu C không có gì hết luôn. Wow, con này là ngu Mai Dương. Có cái sừng nè. Mình đặt nó là ngu Mai Dương nha các bạn. Hy vọng các bạn thích con này. Đây, con này nhìn dễ thương hết. Để giờ mình chịu hồi con kia ra. Con này mình phải bắt. Còn ở trong cái mod Made for World hồi xưa cũng có một con. Mà nhưng nó xấu hơn con này nhiều. Để mình thử mình phan con này thử một cái coi. Mà nó ôi con này có BB thôi, không giết, không giết trẻ phụ nữ đang mang thai. À lộn, phụ nữ đang mang thai và đang cho con bú. Thôi, mày đang cho con bú thôi anh võ. Bỏ qua. Con quét vô này đi đàng hoàng coi, cứ bay mày ỉ mày đi nhanh, mày cứ đi quơ quơ trước mặt tao. Tao móc đít của mày bây giờ. Thấy móng tay tao dài không? Móc một cái là thốn như tới lỗ rốn luôn ấy. Về cắt móng tay cho con này đó. Tay dài quá. Móc đít rồi hửi. Rồi, quá nhỏ cho em. Vì em sẽ là thủ cửa cho anh. Anh này móc lỗ mũi luôn mới dữ chứ. Nhưng chơi móc lỗ mũi luôn.
đùa, mày đùa, nó định quấn con quét dồ của mình chứ, định quấn con quét dồ luôn, ghê thiệt chứ các bạn. Ăn thuốc liều quá, quấn cũng được cả triệu bạc chứ ít rồi. Gái đây, gái đây, gái đen 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 tấn tấn, đi về đi về đi về, chị thường á. Ồ chị tát tát mặt tay cũng mạnh ghê chứ. Nhảy liều đi. Wow, bấm bạc không sao. I am a Superman. Búp. Goku này chinh phục dữ quá. Goku đi tàn phá thế giới rồi. Goku bắt Ngưu Ma Dương luôn. Biết bây giờ Goku bắt thêm Tôn Ngộ Không đúng không? Hi hi, ngồi xuống. Đợi cho mình một tiếng nhé. Mình sẽ vô vụ tập em Ngưu Ma Dương con ra. Không phải Ngưu Ma Dương con mà là ngu luôn á. Mega. Đây rồi. Tập sau sẽ có một trận quyết liệt của hai em này, coi thử em nào của mod nào mạnh hơn nha các bạn. Hy vọng các bạn thích tập này của mình, đừng quên để lại một like, một share hay là một comment ở bên dưới cho mình biết ha. Các bạn thích cái video này không? Ok. Con. Trời ơi, em kia làm gì đủ tuổi với em này. Nhỏ chút chung chung mà không đẹp nữa chứ. Có hai khẩu súng hù thôi chứ chẳng làm gì được cả. Ôi bên này ngu mày, cái này mà không phải ngu mày dương nữa thôi là ngu ngu luôn á. Hãy chờ các bạn thấy không, ngu mai dương chính hiệu luôn á, móc lỗ mũi dân chơi nè, đẳng cấp nhất của server luôn. Đó, nhìn anh ấy đẹp trai, còn nhộm nhộm đỏ lông á nè, bình thường anh còn nhộm lông mà các bác cứ đùa. Đấy các bạn thấy không, đây mới là dân chơi thứ sợ thiệt chứ đâu phải dạng vừa đâu. Em không phải dạng vừa đâu anh ơi. Đấy, bé này bình thường quá. Bé này quá bình thường. Sao mà chinh chiến lại được với em Ngưu Ma Dương ngay được. Baby thôi. Thuộc dạng baby thôi. Ha ha. Hai đứa coi. Mình sẽ dừng video ở đây. Nếu các bạn thích con này thì đừng quên để lại một like hay là một comment để mình biết nha. Rồi bye bye các bạn.